Đây, chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ khui hàng cái sản phẩm bebe sáu số. Ôi, mình được hàng nó gửi. Nãy rất là cẩn thận, mút tứ bề luôn. Đây, nay hơi bị khó thấy.
step. Lên một bên hơi bị khó thấy. Tốt. Ở trên đây nó có cái này làm cái gì? Rồi, chào các bạn.